AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile cũng vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Cổ Kiếm Truyền Kỳ Đồ Long. Đây là một con game được xây dựng dựa trên một cái bộ phim rất là nổi tiếng, Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Và các bạn có thể thấy là con game này nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là cái con game Cổ Kiếm Truyền Kỳ Đồ Long này như thế nào. Con game này thì hiện tại mới chỉ ra mắt ở trên Android thôi. Nếu bạn nào không máy Android thì có thể chơi tạm bằng giả lập nhá. Ok, rồi chúng ta sẽ vào game này. Đây, con game này chắc là đồ họa 2D thôi. Đây, như vậy là nhân vật nó tạo hình theo kiểu chibi đấy anh em. Đây, tạo nhân vật nhá. Mình sẽ chọn hình tượng nhân vật nam và đặt tên thôi, Sói Bạc. Đây rồi, vào game này. Đây, chúng ta sẽ có một con game. À, chính xác thì nó kiểu đồ họa nó chúng ta phải nói chuyện này. Cái này không bỏ qua được à? Nó cứ nói này, mình không ấn bỏ qua được luôn. Đây rồi. Game này thì là một con game có đồ họa dạng 2,5D nha em nhé. Đây này, chúng ta sẽ có một đồ họa nó theo kiểu chibi ấy, khá là dễ thương. Và màn hình dọc như thế này. Ban đầu thì đi làm những cái nhiệm vụ cốt truyện ban đầu để game này lúc vào chiến đấu thì nó lại theo dạng turn base. Tức là bình thường ở ngoài thì dạng thế giới mở, các bạn có thể đi đi khắp mọi nơi, tương tác với NPC, làm nhiệm vụ cốt truyện, tương tác với người chơi khác. Tuy nhiên khi mà vào chiến đấu ấy thì con game này nó lại theo dạng turn base. Kích hoạt này. Và chúng ta sẽ còn linh thú nhá, các bạn có thể tăng cấp linh thú của mình. Đấy, sau này các bạn có rất là nhiều linh thú khác nhau và nó cũng chia theo phẩm cấp thôi. Cao nhất là những cái linh thú mình nghĩ là màu đỏ. Đúng rồi, cao nhất là đỏ, vàng, tím, xanh dương, xanh lá. Đấy, khá là cơ bản thôi. Đây, ban đầu thì anh em sẽ tặng một cái linh thú ban đầu như vậy. Rồi, sẽ có linh thú trợ chiến cho anh em. Đó, linh thú thì sẽ đi theo anh em này. Rồi, tiếp tục vào chiến đấu nhé. Con game này đánh kiểu turn bay ý. Là một con game đánh theo kiểu turn bay, chứ nó không phải là kiểu dạng đánh bình thường. Ok. Nhân vật nó di chuyển hơi chậm nhỉ. Cảm giác nhân vật di chuyển chậm chậm và nó hơi cứng một tí. Chắc là kiểu đồ họa này nó như vậy á. Rồi, chúng ta sẽ mở khóa. Gì đây? Về cơ bản là mình thấy cái phần hiệu ứng hình ảnh đẹp nhá. Tức là đồ họa mình thấy là ok, đồ họa 2,5D nhìn khá là trâu chuốt với những cái gam màu rất tươi sáng. Bối cảnh game nó thiết kế rất là chi tiết luôn. Rồi tạo hình nhân vật cũng rất là chi tiết, ok. Và nó đi theo style là kiểu chibi. Có thể một số anh em sẽ không thích cái kiểu style chibi như này, nhưng mà mình thấy cũng tạm ổn. Đó. Bảng không chat này làm cũng khá là to để các bạn dễ dàng chat với người khác. Có thú cưỡi rồi này. Đây là phần nhân vật nhá, thì các bạn có thể tăng cấp kỹ năng này. Đây là phần thú cưỡi của anh em, cũng có thể tăng cấp thú cưỡi luôn. Đó, để tăng lực chiến cho anh em. Rồi, hết nguyên liệu tăng cấp rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ này. Ủa, giờ phải làm gì ta? Sao đứng im rồi này? Đó, nhân vật nó, mình chỉ ghét cái game này nó kiểu bị làm sao, nhân vật nó di chuyển rất là chậm nhá. Mình ấn một phát nó kiểu bị delay ấy. Kiểu delay dã man ấy, hơi lag, cảm giác hơi lag nhỉ. Lag này là do server ấy, chứ không phải do game. Game thì mình thấy là chơi cũng mượt, chơi thoải mái trên giả lập. Mình đang chơi bằng giả lập nhá. Đấy, game thì cũng có đánh ải này. Các tính năng nó sẽ mở dần dần nhá anh em nhá. Đó, 15 thì mở thú cưỡi đây, 20 mở đồng hành, 25 thì đấu trường. Này nó bị chậm ấy, không ấn hủy được, cay dã man luôn. Nó cứ chậm chậm ấy.
Không hiểu sao mà game nó cứ chậm chậm, khó chịu thật sự. Rồi tăng cấp này, rồi lại tiếp tục chiến đấu nhé. Đó các bạn thể, thật ra thì anh em không thể tương tác với người chơi khác được đâu, tức là các bạn chỉ thấy người chơi khác chạy thôi, không ấn được. Rồi chúng ta sẽ có phần tự khiêu chiến này. Đó, game nó cũng sẽ tự auto treo máy chiến đấu cho anh em luôn. Game này thì cũng có hệ thống VIP nhá, và khi các bạn vào game đã được tặng ngay VIP 3 rồi. Đó, cấp VIP cao nhất sẽ là cấp VIP số 8 à, hiện nay mình kéo lên được cấp 8 thôi. Rồi lại tiếp tục chiến đấu này. Đấy, kết hợp với việc làm nhiệm vụ chính, nhiệm vụ tuần và nhiệm vụ hàng ngày. Chuyển map khiêu chiến tiếp này. Đấy, anh em có thể mở tăng tốc trận đấu nhá, cho nó nhanh. Về cơ bản thì mọi thứ sẽ auto thôi, vì game màn hình dọc mà nó sẽ tối ưu cái việc là giao diện cũng như là thao tác anh em. Đây, cái phần này hướng dẫn này thì nó không tua được này, mà nó cứ chậm chậm ấy. Chạy khó chịu dã man anh em ạ. Mình muốn nó chạy nhanh lên và cho mình bỏ qua đi xem nào. Đây, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trải nghiệm này. Chúng ta sẽ chơi thêm một lúc nhá. Anh em, về cơ bản mình nghĩ là anh em cũng nắm được cái lối chơi của con game của kiếm kiam đồ long này rồi. Điểm nhấn của game mình nghĩ là đồ họa sắc nét, đồ họa 2.5 và theo phong cách chibi rất là dễ thương. Về cơ chế chiến đấu thì theo kiểu turn base cũng được. Chơi kiểu màn hình dọc này thì nó sẽ các bạn hoàn toàn để chơi một tay được và chơi nó cũng khá là thoải mái. Chúng ta sẽ có thêm một phần tinh uẩn này, nâng cấp lên, tăng lực chiến. Chúng ta sẽ có những con thần thú trong truyền thuyết như kiểu Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hoặc là Bắc Đầu. Đó, chúng ta sẽ dùng nguyên liệu để nâng cấp lên. Vậy tiếp tục làm nhiệm vụ để lên cấp thôi. Ồ, cấp 20 này này. Bây giờ mở tính năng gọi là đồng hành đúng không? Rồi chúng ta sẽ có các cái sự kiện hoạt động trong game này, boss này, đấu trường này, leo tháp, phó bản. Rồi chúng ta sẽ có hệ thống phó bản nhá. Phó bản cốt truyện này. À, phó bản sẽ làm mới mỗi ngày. Thông qua việc đi phó bản này anh em sẽ nhận được rất là nhiều nguyên liệu để nâng cấp nhá. Ví dụ như mình đánh một loại phó bản này. Game này thì chắc chắn là sẽ rất nhiều tính năng hoạt động để các bạn trải nghiệm rồi, anh em yên tâm. Tiếp tục khiêu chiến này. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn, kể cả những bạn nào mà lần đầu tiên chơi cái thể loại này thì anh em cũng có thể dễ dàng làm quen với game. Game hướng dẫn cực kỳ kỹ luôn anh em ạ. Nãy giờ mình cứ ấn theo game nó hướng dẫn nhưng mình có ấn ra bên ngoài đâu. Mình muốn nghịch thêm, tìm hiểu thêm một vài tính năng mà chưa được. Đó. Ok. Vượt ải trường An 16 này, đi này. Khiêu chiến. À đấy. Nó hướng dẫn ảo dã man. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp nhân vật nhá, tăng cấp kỹ năng này. Dùng nhanh trang bị này. Tăng cấp thú cưỡi này. Đó, rất là nhiều tính năng để các bạn mạnh hóa nhân vật. Tiếp tục vượt ải Trường An 17. Khiêu chiến tiếp này. Đấy, bây giờ thì mình cứ đi làm từ từ thôi. Tăng cấp đồng hành. Sao nó cứ ấn hướng dẫn này nhỉ? Tôi biết rồi. Đấy, lại tiếp tục vượt ải này, hướng dẫn kỹ gì mà kỹ thế? Nó hướng dẫn kỹ quá anh ạ. Đôi khi chả cần phải kỹ như vậy. Mình ấn đã ấn theo rồi, nó cứ ấn bắt mình ấn theo. Đây, hệ thống nhiệm vụ nó hơi bị nghèo nàn. Cảm giác là nhiệm vụ cốt truyện hơi nghèo nàn. Đấy, chủ yếu là vượt ải thôi. Cái phần cốt truyện của game này mình có lẽ mình sẽ không đánh giá cao đâu. Chương 2 mở khóa cái tính năng tự động khiêu chiến luôn. Ừ, cấp 25 rồi, lên cấp cũng khá là nhanh ấy chứ. Đây, chúng ta sẽ về thành chính này, chúng ta sẽ có tính năng đấu trường nhé. Cái này là đấu trường xếp hạng ấy. Các bạn để khiêu chiến người chơi khác và leo hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều, kiểu như vậy. Đó, các bạn để khiêu chiến người chơi khác này. Trong lúc khiêu chiến này thì anh em hoàn toàn ra các tính năng khác rồi nhá. Đây, sau này có tính năng tầm bảo này.
Cái này thì nó sẽ là pay to win đây này. Bỏ tiền ra mà quay đồ. Thề cái này nó hướng dẫn kỹ dã man ấy. Đây nó cứ bắt mình khiêu chiến này mình biết rồi. Cứ phải ấn theo khó chịu dã man. Có bản này, tiệm này, sự kiện. Đó. Liên server, có hoạt động liên server luôn nhá, bang hội. Rồi chúng ta sẽ đến với chương 2. Chúng ta sẽ có thêm đó, chúng ta sẽ đến với chương 2 này. Tiếp tục đánh phó bản khiêu chiến. Và đừng quên phải nâng cấp nhân vật nhé. Game này thì anh em sẽ bắt buộc phải nâng cấp nhân vật của mình lên thì mới có đủ lực chiến để chiến đấu được. Đó. Các tính năng cơ bản là nâng cấp nhân vật, kỹ năng thần thú. Khiêu chiến tiếp này. Đấy, về cơ bản thì con game này vậy thôi. Mà nó hướng dẫn kỹ quá anh em ạ. Cảm giác đôi khi mình hơi khó chịu với game ấy. Nó hướng dẫn kỹ quá. Chơi nó hơi bị sốt ruột một tí. Tới đến tầm này mình nghĩ là nên bỏ cái phần hướng dẫn đi được rồi. Bởi vì thường tầm này người chơi cũng nắm được rồi. Là họ phải cần phải làm gì rồi. Đấy, cứ chỉ dẫn cái chỉ kiểu chỉ tận tay liên tục ấy. Kiểu nó khó chịu dã man. Được, thời gian thì nếu mà về cơ bản thì vấn đề nó cũng khá tốt với bạn nào mà kiểu lần đầu tiên chơi dạng game như này thôi. Nhưng mà như mình là khó chịu. Có thể bật tắt được không? Hướng dẫn gì căng đấy. Thật ra em không phải làm theo nhưng mà nó cứ hiển thị cái bàn tay ấy. Nhìn khó chịu dã man đúng không? Đây chúng ta sẽ đến các cái lướt qua các sự kiện nhá. Ví dụ như là tăng nghiệp nhận quà này. Rồi các bạn sẽ có quà cấp này, quà đua top các kiểu, quà hiệp nghĩ á, các thứ, các cái sự kiện mở server này. Đây, các tính năng nó mở dần dần nhá, đồng hành này. Nhân vật ngoại hình này. Đó, đấu trường. Sau này thì nó sẽ mở thêm các hoạt động khác nữa nhá anh em nhá. 40 mở thời trang này. Đấy, 50 ngự linh bạn bè. Rất là nhiều tính năng và đến tầm khoảng level 260 là coi như là nó mở hết các tính năng. Đó, như vậy là game này sẽ rất là nhiều cấp độ và đầy đủ các tính năng hoạt động để các bạn trải nghiệm. Chơi, nói chung là để mà chơi trải nghiệm thử thì mình nghĩ là cũng khá là ok thôi. Đó, ví dụ mà mình giờ cấp 29 rồi, game lên cấp ban đầu cũng khá là nhanh em ạ. Ban đầu lên cấp cũng khá là nhanh nha. Ban đầu lên cấp khá là nhanh luôn. Rồi chúng ta có tính năng săn boss. Đây rồi, chắc là nhiều anh em thích nhất là tính năng này đây. Chúng ta sẽ có tính năng săn boss. Này nó nói chuyện lâu rồi mắt không bỏ qua được. Thề luôn, nó chạy chữ từ từ chứ không muốn bỏ qua được. Tại sao không có chữ bỏ qua trên này? Nhìn nó chát xuống ruột không anh em ơi. Thề cay. Game này nó phải tối ưu nữa. Rồi chúng ta sẽ đánh boss nhá. Đó, mấy con boss ban đầu bao giờ cũng khá là dễ và săn boss thì anh em nhận được đồ xịn. Đây là boss cá nhân rồi, boss thế giới này, boss dã ngoại này, thái hoa bí cảnh, thần nữ cổ mộ. Đó, đây là hệ thống săn boss. Đấy, tức là về cơ bản thì game đầy đủ tính năng hoạt động để các bạn trải nghiệm luôn. Và tất cả nó gói gọn trong một con game màn hình dọc. Thì ok, thì như vậy là đây, trên đây là những cái trải nghiệm nhanh của Sói Bạc về tựa game mobile có tên gọi là Cổ kiếm truyền kỳ Đồ Long. Thì nếu bạn nào quan tâm có thể tải game này chơi trên Android nhá. Bạn nào không máy Android thì chơi tạm bằng giải lập. Cảm ơn em đã theo dõi video này của Sở Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Akomi. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi. Community game tuyệt vời hoang mỹ. Nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi. Và